Nước là một thành phần vô cùng quan trọng trong cơ thể con người, giúp duy trì sức khỏe của mỗi người. Và để thay đổi nguồn nước, Vietface TV xin giới thiệu máy lọc nước điện giải Kangen, một sản phẩm tuyệt vời từ Nhật Bản, giúp tăng cường sức khỏe, cân bằng trạng thái cơ thể, làm chậm quá trình lão hóa, gia tăng tuổi thọ, hỗ trợ quá trình tiêu hóa, giúp đường ruột sạch hơn và hoạt động tốt hơn. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Phương Ngô qua số 0422-327-580. Được sự ủy nhiệm của chính phủ liên bang từ năm 1984, ký hôn thú tại văn phòng hoặc tại lễ cưới theo yêu cầu của khách hàng. Mọi nhu cầu về chứng hôn nhân xin liên lạc ông Trương Văn Quang qua số điện thoại 0418-210-507. Đinh Nhung xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Vietface TV Úc Châu. Kính thưa quý khán thính giả của Vietface TV, hôm nay là ngày đầu tiên của năm tài chánh 2022-2023. Và tất nhiên mỗi năm luật lệ tại Úc sẽ có nhiều thay đổi vào ngày 1 tháng 7. Trong sinh hoạt kinh tế, Bộ trưởng Tài chánh Úc nhận xét nền kinh tế thế giới đang bị đặt trong tình trạng báo động về nguy cơ lạm phát trì trệ, kể cả tại Úc. Về an ninh xã hội, chuyên gia đề nghị chính quyền các cấp nên có những chương trình hỗ trợ cụ thể đối với thành phần di dân phụ nữ. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin lúc 10 giờ sáng nay thứ 6 ngày 1 tháng 7 năm 2022 của Vietface TV. Đầu tiên là một vài thay đổi tại Úc từ ngày hôm nay 1 tháng 7 năm 2022. Tại Úc, 30 tháng 6 là ngày kết thúc năm tài chánh cũ và bước qua năm tài chánh mới luôn luôn có nhiều thay đổi về mức lương tối thiểu, tiền hưu bổng và trợ cấp giữ trẻ. Trước hết là về mức lương tối thiểu sẽ được gia tăng 5.2% theo quyết định của Fair Work Commission vào ngày 15 tháng 6 vừa qua, nhằm giúp người dân đối phó với lạm phát. Quyết định này dự kiến sẽ ảnh hưởng đến khoảng 2.700.000 người lao động có thu nhập thấp trên cả nước. Điều này có nghĩa là kể từ hôm nay, mức lương tối thiểu sẽ là 21.38 một giờ, tức là tăng khoảng 40 đô la một tuần đối với những người làm việc toàn thời gian. Kế đến là những thay đổi đối với tiền hưu bổng. Mức lương hưu bổng mà chủ nhân phải trả cho nhân viên sẽ tăng từ 10% lên 10,5% và các doanh nghiệp sẽ phải đóng mức super mới cho tất cả các kỳ trả lương tính từ ngày 1 tháng 7. Bên cạnh đó, ngưỡng thu nhập 450 đô la một tháng để hội đủ điều kiện nhận tiền hưu bổng đã bị loại bỏ. Nghĩa là chủ nhân sẽ phải đóng super cho nhân viên bất kể họ kiếm được bao nhiêu tiền. Ngoài ra, kể từ hôm nay, hơn 10 triệu người Úc sẽ được giảm thêm 420 đô la trên phần thu nhập bị đánh thuế của mình và sẽ được cộng vào phần giảm thuế cho người có thu nhập thấp và trung bình. Điều đó có nghĩa là nếu phần thu nhập bị đánh thuế của một người ít hơn 126.000 trong năm tài chánh 2021-2022, thì họ sẽ được giảm tổng cộng từ 675 đô la đến 1.500 đô la. Cũng kể từ hôm nay, các hộ gia đình trên toàn quốc Úc Châu sẽ nhận được hóa đơn tiền điện cao hơn sau khi cơ quan quản lý năng lượng AER gia tăng số tiền tối đa mà các công ty năng lượng có thể thu từ các hộ gia đình và doanh nghiệp. Số tiền này sẽ tăng hơn 220 đô la một năm tại New South Wales, hơn 160 đô la tại Queensland và hơn 120 đô la tại Nam Úc. Bên cạnh đó, những gia đình có hơn một con nhỏ từ 5 tuổi trở xuống thì sẽ nhận được mức trợ cấp giữ trẻ cao hơn cho đứa con thứ hai và những đứa con tiếp theo. Trong khi đó, thì với những người trong chương trình Job Seeker cần phải tích đủ 100 điểm và tìm việc ít nhất là 5 lần để được nhận trợ cấp. Các tính điểm hoàn toàn khác nhau cho những hoạt động hàng tháng. Thí dụ như khi tham dự một cuộc phỏng vấn xin việc sẽ được cộng 20 điểm và hoàn thành đơn xin việc sẽ được cộng 5 điểm. Trong khi đó, thì những cơ sở thương mại, những công ty có thuê mướn công nhân làm việc thì sẽ đối diện với sự gia tăng tiền hưu trí cho nhân viên từ mức 9.5% lên thành 10.5%. Trong lĩnh vực di trú, những ai đang có thị thực visa 482, tức là visa làm việc tại Úc và đã liên tục làm việc tại Úc trong suốt thời gian đại dịch sẽ có cơ hội trở thành thường trú nhân tại Úc với điều kiện là họ phải ở Úc từ ngày 1 tháng 2 năm 2020 đến 12 tháng 12 năm 2021. Nền kinh tế thế giới đặt trong tình trạng báo động về lạm phát đình trệ. Bộ trưởng Tài chính Kate Gallagher lần đầu tiên đã lên tiếng thừa nhận nước Úc đang phải đối mặt với những thách thức to lớn về kinh tế sau khi cảnh báo nền kinh tế toàn cầu có nguy cơ đình trệ vì mức tăng trưởng thấp trong khi lạm phát thì ở cao.
Thông tin từ Ngân hàng Thanh toán Quốc tế BIS cho biết, năm qua được định hình bởi hai thế lực mạnh mẽ, đại dịch COVID-19 và cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine. BIS còn được gọi là Ngân hàng Trung ương của các ngân hàng trung ương cũng cho biết thêm rằng, trong báo cáo thường niên đã cho thấy sự kết hợp ngày càng rõ rệt hơn giữa tỷ lệ lạm phát cao, giá cả hàng hóa cũng tăng cao, cùng với những bất ổn và căng thẳng địa chính trị đáng kể, nên đã mang đến các đợt lạm phát đình trệ toàn cầu trong quá khứ. Bên cạnh đó, triển vọng tăng trưởng không chắc chắn ở Trung Quốc cũng đã làm tăng thêm rủi ro giảm đối với triển vọng toàn cầu. BIS có trụ sở tại Zurich đã cảnh báo, không giống như trước đây, lạm phát đình trệ ngày nay sẽ xảy ra cùng với các lỗ hổng tài chính gia tăng, bao gồm giá tài sản kéo dài và mức nợ cao, có thể làm gia tăng bất kỳ sự suy giảm tăng trưởng nào. Trước bối cảnh này, Bộ trưởng Kate Gallagher lưu ý, báo cáo của BIS đã chỉ ra rằng trường hợp lạm phát đình trệ là trường hợp xấu nhất, và nếu như nền kinh tế của Úc may mắn không rơi vào tình trạng xấu nhất, thì ít nhất nước Úc cũng sẽ phải đối mặt với những thách thức mới với nhiều khó khăn hơn. Chính phủ lao động cho biết là họ đang xem xét tiết kiệm hợp lý khi họ giảm ngân sách đầu tiên vào tháng 10 sắp tới. Tuy nhiên, chính phủ Albanese cũng đang hưởng lợi từ sự bùng nổ giá cả hàng hóa, đặc biệt là quặng mỏ và than đá, do hậu quả của cuộc chiến ở Ukraine. Cụ thể thì báo cáo tài chính hàng tháng do Bộ Tài chính công bố đã cho thấy thâm hụt ngân sách cơ bản là 33 tỷ 400 triệu đô la trong tháng 5, tức là thấp hơn so với dự phóng trong ngân sách cuối cùng của chính phủ liên đảng vào tháng 3 vừa qua, là mức thâm hụt có thể lên đến 79 tỷ 800 triệu đô la. Và tất nhiên là Bộ trưởng Gallagher đã hoan nghênh sự cải thiện này và coi đó là thành quả tích cực của Đảng Lao động. Đời sống xã hội cần có chiến lược giúp phụ nữ tị nạn tìm được việc làm phù hợp. Một báo cáo mới cho thấy cần phải giải quyết những rào cản mà phụ nữ tị nạn gặp phải trong lúc tìm kiếm một công việc phù hợp. Khảo sát của Đại học Flinders kết luận rằng nếu những phụ nữ này có thể tìm được việc làm, họ sẽ nhận được những vai trò được trả lương thấp hơn, mặc dù có kinh nghiệm và bằng cấp chuyên môn. Nhắc lại là vào thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh mẽ vào năm 2020 và 2021, thì biên giới quốc gia của Úc đã đóng chặt cửa. Không một di dân tay nghề nào có thể đến Úc. Thế nhưng giờ đây nước Úc đã mở cửa trở lại với thế giới và các nhóm công nghiệp đang kêu gọi chính phủ Albanese nên gia tăng nhân số di dân để có thể lấp đầy các vị trí tuyển dụng đang bị bỏ trống tại Úc. Bà Jennifer Westacott thuộc Hội đồng Kinh doanh Úc phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh về triển vọng kinh tế nói rằng di dân có tay nghề cao chính là chìa khóa để Úc phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19. Cũng theo lời bà Westacott, thì nước Úc hiện đang có đủ di dân có tay nghề cao để giải quyết tình trạng thiếu lao động trầm trọng hiện nay. Cũng theo ý kiến của bà Westacott, thì hiện nay đang có rất nhiều hồ sơ xin visa tay nghề đang bị tồn đọng và cần được giải quyết gấp để các dự án lớn có thể tìm được nhân công. Tuy vậy, một báo cáo mới nhất cho biết, có một nhóm lao động sẵn có ở Úc nhưng vẫn chưa được khai thác, đó là nhóm phụ nữ tị nạn. Nghiên cứu này do Đại học Flinders và Đại học Adelaide thực hiện và được tài trợ bởi Bộ Dịch vụ Xã hội Liên bang. Nghiên cứu này đã phát hiện ra rằng phụ nữ từ nguồn gốc tị nạn ít khi nào có cơ hội để có được một việc làm tốt, và nếu so sánh với các thành phần di dân khác thì phụ nữ luôn luôn ở mức tồi tệ nhất trong lĩnh vực nhân dụng. Tác giả chính của cuộc nghiên cứu này, Phó giáo sư Anna Zisch từ Đại học Flinders nói rằng phụ nữ nói chung có xu hướng làm việc với mức lương thấp hơn so với nam giới. Lý do là vì hầu hết các nhà tuyển dụng mong muốn mọi người có kinh nghiệm địa phương và phụ nữ di dân không phải lúc nào họ cũng có được điều đó. Đời sống xã hội, các chương trình huấn luyện dành cho người tị nạn. Trung tâm tài nguyên người xin tị nạn là một trong số nhóm vận động để dỡ bỏ rào cản đối với phụ nữ di dân và thúc đẩy các con đường việc làm tốt hơn người tị nạn trưởng thành, trong khi các nhóm khác tập trung vào một nhóm trẻ hơn nhiều. Trong khi đó, thì Tổ chức Giáo dục Công cộng đã trao học bổng cho các học sinh có nguồn gốc tị nạn ở New South Wales trong năm nay. Và một trong những người chiến thắng là Evana Zibrael, học sinh lớp 12 ở khu vực Tây Nam Sydney, người hy vọng sẽ trở thành bác sĩ sau khi học xong. Giám đốc điều hành Tổ chức Giáo dục Công cộng David Hetherington cho biết, quỹ hy vọng rằng những suất học bổng như thế này sẽ mang lại cho sinh viên tị nạn phương tiện để ước mơ lớn, và cuối cùng là tạo dựng cuộc sống cho chính họ ở Úc. Trong khi đó, giáo sư Anna Zik của Viện Đại học Flinders thì hy vọng rằng các nhà chức trách lưu ý đến những phát hiện của nghiên cứu về việc làm của phụ nữ tị nạn. Bà nói rằng một trong những khuyến nghị chính của báo cáo này là một chiến lược toàn diện ở cấp quốc gia.
Với áp lực này, Bộ trưởng Di trú Andrew Giles cho biết ông đã bắt đầu chương trình làm việc về những vấn đề này và biết chính phủ lao động mới hiện đang cố gắng giải quyết cuộc khủng hoảng ngắn hạn về tình trạng tồn đọng đơn xin thị thực visa tay nghề cho những người di cư có tay nghề cao, cũng như các vấn đề dài hạn xung quanh việc làm và kỹ năng. Người tiêu dùng khởi kiện cửa hàng bán lẻ sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt. Hiệp hội người tiêu dùng Choice đã lên tiếng tố cáo 3 chuỗi cửa hàng bán lẻ lớn nhất tại Úc vì đã sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt bất hợp lý và xâm phạm quyền riêng tư khách hàng. Theo đó, trong đơn khiếu nại gửi lên văn phòng ủy viên thông tin, gọi tắt là OAIC, Hiệp hội Choice cho biết, việc sử dụng công nghệ tại chuỗi cửa hàng thiết bị gia dụng The Good Guys, bao gồm cả công ty JB Hi-Fi, hệ thống bán lẻ Bunnings và nhà bán lẻ Kmart là không chính đáng và vi phạm luật quyền riêng tư. Hệ thống các cửa hàng bán lẻ này có hơn 800 chi nhánh trên toàn quốc Úc Châu. Theo nguồn tin Reuters, thì công ty Good Guys cho biết là họ sẽ chấm dứt việc chụp ảnh khách hàng. Good Guys nói rằng họ rất tôn trọng đời sống riêng tư của khách hàng và tin rằng việc chụp ảnh của họ phù hợp với luật lệ hiện hành. Tuy nhiên, họ đã tạm thời ngưng việc chụp ảnh này. Hiện nay thì Kmart và Bunnings vẫn chưa có bình luận gì về quyết định của công ty bán lẻ Good Guys. Cố vấn chính sách của Hiệp hội, bà Amy Pereira, cho biết công nghệ nhận dạng khuôn mặt đã mang lại rủi ro đáng kể cho các cá nhân, trong đó xâm phạm quyền riêng tư, nguy cơ nhận dạng sai, lập hồ sơ trái phép và phân biệt đối xử, cũng như dễ dàng trở thành mục tiêu của tội phạm mạng, đánh cắp dữ liệu và danh tính. Bất kỳ cuộc điều tra nào được tiến hành liên quan 3 chuỗi cửa hàng bán lẻ cũng sẽ là động thái mạnh mẽ nhất của Úc đối với công nghệ nhận diện khuôn mặt, dù văn phòng OAIC từng xem xét vấn đề này trước đó. Nhắc lại là vào năm 2021, văn phòng OAIC đã yêu cầu chuỗi cửa hàng bán lẻ 7-Eleven tại Úc hủy tất cả chứng cứ khuôn mặt gọi là fingerprint mà họ đã thu thập tại 700 cửa hàng tiện lợi. Ngoài ra, OAIC cũng ra lệnh cho các nhà phát triển Clearview AI, công ty phần mềm của Mỹ đã sử dụng hình ảnh từ mạng xã hội để lập các hồ sơ cá nhân, phải phá bỏ dữ liệu và dừng hoạt động tại Úc. Theo thông tin từ Hiệp hội Choice, thì 3 chuỗi cửa hàng nói trên đã thu thập thông tin cá nhân, dữ liệu nhạy cảm của khách hàng mà không có sự đồng ý và cũng không nêu rõ ràng hoạt động này trong chính sách công khai. Một số cửa hàng có cho biển cảnh báo người mua về công nghệ nhận diện khuôn mặt, nhưng sự im lặng của khách hàng không thể coi là sự đồng thuận, do ở nhiều nơi, người tiêu dùng không còn lựa chọn nào khác để mua sắm. Với bản tin vừa rồi, Đinh Nhung xin tạm dừng phần chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đinh Nhung xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Vietface TV Úc Châu vào 1 giờ trưa nay.